Tôi luôn muốn mình giao tiếp tiếng Anh thật tốt để có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Em luôn mong muốn cải thiện điểm số IELTS để xin học bổng sang nước ngoài. Tôi muốn mình thành thạo tiếng Anh để giao tiếp chuyên nghiệp với đối tác nước ngoài. Phải học tiếng Anh ngay hôm nay, nhưng phải tiết kiệm thời gian, giáo viên bản ngữ 1 kèm 1, học trực tuyến và chi phí rẻ. Một người bạn của tôi đã giới thiệu cho tôi về EAV Online. EAV Online? EAV Online? Chưa bao giờ học tiếng Anh lại dễ dàng đến thế. Tôi đã tìm được giáo viên nước ngoài kèm riêng trực tuyến cho mình. Tại EAV Online, chúng tôi thiết kế một chương trình học riêng cho bạn với 100% giáo viên bản ngữ, kèm cho bạn bất cứ lúc nào và ở đâu. EAV Online chúng tôi không chỉ dạy tiếng Anh mà còn tạo cơ hội thay đổi cuộc sống cho bạn. Với 4 bước thật dễ dàng: chọn nhãn tin, chọn gói học, cài đặt Skype, bắt đầu học. EAV Online. Học tiếng Anh 1 kèm 1 online với giáo viên bản ngữ ngay hôm nay.